We just want to invite you to stand to your feet tonight. Let's pray. Father, we thank you for tonight, God, as we gather as a church to pray, God, about the growth, Lord, of what you have in store for here at BBC Houston. Father, we give you praise tonight. We lift up our voices in Jesus' name. Amen. Church, would you remain standing? Endureth forever. Lord, you are good and your mercies endureth forever. Lord, you are good and your mercies endureth forever. Lord, you are good and your mercies endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Vitrot Wigburn, Vitrot Wigburn.
Thank you.
before you as your sons and daughters to give you praise. Father, though we may never know, we can have assurance, God, that you did it for each and every one of us because you loved us. We thank you, Father. We worship you in this place. In Jesus' name. Xin kính chào hết thảy quý ông bà anh chị em. Greetings to you, church. Cùng kính chào hết thảy tất cả các tớ con cái của Chúa theo dõi trên màn internet. I'd like to also greet all of you that are tuning in on the internet. Cảm tạ ơn Chúa thì trước khi mục sư Khánh lên đường để đi California thì ông có gọi cho tôi và chuyển giao cho tôi cái sứ mạng tối hôm nay để cùng với quý ông bà anh chị em. I praise God because before Pastor Khan left for his ministry trip in California, he asked me to lead the revival prayer meeting tonight. Chúng ta cùng theo dõi một ít lời của Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện. Let us go to the Word of God before we pray. Tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện cho cái vai trò của hội thánh, một vai trò rất là quan trọng, đó là cai trị trong sự sống. Tonight we'll be praying about the role of God's church, a very important role, and that is to reign or to rule in this life. Tôi học được cái chữ cai trị trong sự sống này khi tôi có một hoàn cảnh khi tôi còn ở Việt Nam. I learned about this position of ruling and reigning when I encountered something while I was in Vietnam. Một cái căn nhà nhỏ của riêng tôi. I have a small house trong just một my cái, own đường hẻm in a very small passageway của thành phố Hồ Chí Minh. In Ho Chi Minh. Khi tôi mua cái căn nhà đó thì tôi chỉ cứ cầu nguyện cho tôi không có biết là cái vùng đất đó nó như thế nào. When I purchased that home, I just prayed. I didn't know what that land was about. Nhưng khi tôi đến ở đó thì tôi mới thấy rất là nhiều điều kỳ quặc xảy ra trong khu vực của tôi. But it wasn't until I lived there that I started to see that so many weird things were happening in that area. Nhiều đêm tôi không có thể ngủ được. There are some nights I couldn't even sleep. Là bởi vì xe chạy ra chạy vào liên tục và rất là ồn ào. Because there were cars driving in and out all the time. They were very loud. Và sau đó tôi phát hiện là ở cuối cái hẻm tôi đó là ổ điếm. And then I found out that at the end of our community there was a prostitution house. Cái khu vực tôi đang ở phía sau nhà tôi là một cái ổ để mà bán ma túy. The area directly behind my house was a specialized area where they would sell drugs. Và tôi phát hiện được là cái khu vực tôi đang ở là kim chích nó văng đầy hết. And where I was living, I would discover on the roadways that there would be full of needles after they were done taking their drugs. They would throw it on the ground. Khi đó thì gia đình tôi đi Mỹ hết rồi, tôi quyết định ở lại Việt Nam để hầu Chúa. So then my family decided to go to Vietnam, to America, and I stayed back in Vietnam to serve God. Chỉ có một mình ở trong căn nhà đó. It was only myself living in that house. Và một hôm thì tôi thông công với cháu tôi là mục sư Phú. Then one night I was fellowshipping with my nephew, Pastor Phú. Thì tôi mới nói cái tình cảnh này chắc cô phải bán nhà và đi chỗ khác. And I told him that in these circumstances, the way it is, I'm probably gonna have to sell this house and go somewhere else. Mục sư Phú mới nhắc tôi câu kinh thánh này. And then Pastor Phú, he reminded me of this Bible verse. Và tôi được mở mắt. And my eyes were opened. Chúng tôi hiệp nhau cầu nguyện. We unified in prayer. Sử dụng cái uy quyền Chúa giao cho chúng ta trong cái sự cai trị. Taking advantage of the authority that God gave us to rule and to reign. Chúng tôi cầu nguyện ra lệnh quỷ phát tất cả những công việc của tà dâm, của ma túy, những cái sự trộm cướp vào trong khu vực đó, những cái tà vật này phải đi giang xa khỏi, nó phải chết và nó phải bay ra khỏi cái khu we vực này. We prayed and we commanded in the name of Jesus Christ that all of those spirits of prostitution, of drug addiction, of theft, they all had to leave that area in Jesus' name. Và chúng tôi công bố rằng huyết Giê-xu thanh tẩy cái khu vực chúng tôi này. And we declare that the blood of Jesus Christ would purify that community. Và công bố vùng đất này là vùng đất thánh vì có con trai con gái của Đức Chúa Trời ở trong vùng đất. Then we declared that this land would be holy land, holy ground, because a son and a daughter of Jesus Christ was here. Tạ ơn Chúa chỉ trong vòng mà vài tuần lễ sau. Praise the Lord that just a few weeks later,
cơ quan an ninh của nhà nước quét sạch hết tất cả điều đó quý vị. The police of that area cleaned up that community completely. Và những người đó họ đi chỗ khác hết. And all those people they went somewhere else. Những người con cái của Chúa vào mua những cái căn nhà đó. And then Christians came and bought homes in that area. Và khu vực chúng tôi ở sau đó rất là bình an. And then the community there was very peaceful afterwards. Tôi bắt đầu thích thú vô cùng với câu kinh thánh này. I began to really enjoy and delight in this Bible verse. Tôi bắt đầu nghiên cứu. And I began to study it. Thì tôi thấy rằng tôi nghiên cứu trong cái từ điển Strong, tôi thấy then I studied in the Strong's concordance cái chữ cai trị trong Sáng Thế Ký đoạn 1 26 câu 28 the word rule or to reign in Genesis 26 28 26 and 28 yeah. Thì câu kinh thánh đó là Đức Chúa Trời dựng trên chúng ta theo hình ảnh của Ngài và Ngài giao chúng ta một cái nhiệm vụ rất là quan trọng đó là quản trị muôn loài vạn vật mà Đức Chúa and đã tạo dựng nên. Christ, that God himself, God himself created us in his own image and he gave us a very important responsibility as to rule and to reign by his authority. Và tôi thấy cái chữ này trong tiếng Anh nó dịch ra là dominion. And the word translated into English is the word dominion. Một chỗ khác thì dịch là reign. And another place was translated into the word reign. Trong cái từ điển của Strong đó là cái từ đó nó dịch ra có chỗ thì nó họ nói là dominion và cũng có chỗ nó dùng chữ reign. And in Strong's concordance they also used translated that Vietnamese word into dominion or into reign. Và khi tôi bắt gặp câu kinh thánh Thi Thiên đoạn 8 câu 6, Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân của người. And then God showed me the Bible verse out of Psalm 8:6 which says you have made him to have dominion over the works of your hands, you have put all things under his feet. Và với cái tôi kết hợp với câu kinh thánh Roma đoạn 5 câu 17. And then I combine it with Romans 5:17. Với cái chữ cai trị này. With the word to rule or to reign, dominion. Thì tôi nghiên cứu trong từ điển bản nguyên văn tiếng cả Hebrew, tiếng Aram and tiếng Greek. And then I went in and I studied that word very specifically, the Hebrew word for it, the Greek word for it, đều and the Aramaic word for it. Là dominion, là cai trị. And all of them had the same meaning, that is to have dominion. Và người ta giải thích là cai trị, cái sự cai trị này là cai trị của một vị vua. And it was elaborated to say that this kind of dominion or ruling and reigning was that of a king. Trước đây khi tôi đọc những câu kinh thánh nó rất là bình thường đối với tôi, nhưng tôi không có hiểu cái ý này. Before this, when I read these Bible verses, they were quite normal to me. I didn't fully understand them. Và không dám tin nữa. And I didn't even dare to believe it. Tại sao mình có thể, mình có người bé nhỏ, có người như mình như thế này mà dám là có nhận cái quyền là cai trị như một vị vua. How is it that somebody so unimportant as I could have the rule, the reign, the dominion over all creation? Nhưng mà lần hồi thì Chúa dạy tôi. But over time, God began to teach và me. Và trong quá trình hơn 30 năm phục vụ Chúa. And over this period of over 30 years serving God. Tôi đã thấy câu kinh thánh này là hiện thực trên đất. And I see this Bible verse manifested in my life and in His church. Không những ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới. Not only in Vietnam but everywhere around the world. Cho nên buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ lại điều này với tất cả tâm lòng. So tonight I want to share this with all my heart. Mong rằng hội thánh của Chúa ở đây cũng như khắp mọi nơi sẽ nắm cái yếu tố này, cái sức mạnh này để chúng ta có thể đạt cái sự thành công trong cuộc sống. That with a desire that our church here as well as all over the world, all of those tuning in would be able to grab hold of this very important principle. Khi nói đến sự cai trị thì chúng ta cứ nghĩ ngay là chỉ có những người trong chính quyền, những người có uy quyền, những người có địa vị thì mới nghĩ đến sự cai trị. When we talk about ruling or reigning, we immediately think of somebody in government. Only they are able to have the authority to rule and reign over a land. Nhưng Chúa dạy tôi như thế này. But God taught me this. Để có thể thực thi được cái sứ mạng cai trị này. But in order to fulfill this mandate to rule and to reign, chúng ta sẽ thực hiện từng bước. We have to let it take place in our lives step by step. Trước nhất chúng ta phải cai trị chính lòng của mình. First of all, we have to reign over our own hearts. Trong Ngôn đoạn 16 câu 32 Kinh Thánh cho chúng ta biết, người chậm nóng giận thắng hơn người cộng sĩ dõng sĩ và ai cai trị được lòng của mình thì thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Proverbs 16:32 tells us he who is slow to anger is better than the mighty and he who rules his spirit than he who takes a city. Cái chữ cai trị này ở trong tiếng nguyên văn cũng là cái nghĩa là reign quý vị. The word here rules in English can also be said to reign over.
tôi thấy rằng cái điều mà mình cai trị cái lòng của mình là một điều rất là khó. The thing to reign over our own heart, it's a very difficult thing to accomplish. Chúng ta có thể cai trị người khác, chúng ta có thể là lãnh đạo, chúng ta có thể hướng dẫn người khác, nhưng chính cái lòng của mình mới là vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải cai trị. We can rule or reign over another person, perhaps our children, even as leaders, we can rule and reign against our over our followers, but to reign over our own hearts is very difficult. Đó là lý do trong Châm ngôn đoạn 4 câu 23 Chúa cho chúng ta biết. That is why in Proverbs 4:23 God tells us, cẩn trọng giữ tấm lòng của con hết vì tất cả các nguồn sự sống đều do nó mà ra. It says to be careful to guard your heart, for out of wellsprings the wellsprings of life will flow out of it. Tấm lòng của chúng ta hết sức quan trọng anh chị em. Our heart is very important, my brothers and sisters. Từ tấm lòng chúng ta nó sẽ đẻ ra những cái tư tưởng, from những cái suy nghĩ heart, trong tâm trí của chúng ta. The ideas of our minds. Rồi từ những cái suy nghĩ đó nó sẽ quyết định đến những hành động. And those thoughts from our minds, they become actions. Và từ đó chúng ta sẽ gặt hái một cái số phận. And then from our actions we harvest or we reap out certain fruits. Chúng ta không lấy gì làm lạ là Chúa bảo chúng ta khá cẩn trọng giữ tấm lòng của chúng ta. And that is why it's not a surprise to hear that God tells us to guard our heart. Tấm lòng của chúng ta yêu Chúa, yêu kính Chúa. Our heart, if we love God and revere Him, sẽ được thể hiện qua chúng ta sống hàng ngày. Then it will be shown in our everyday life. Trong gia đình, in our family, thể hiện đối với những người khác, as well as with other people. Thể hiện đặc biệt trong những tình huống bất trắc. It will also be shown in the relationships where we have difficulties. Yeah. Và những cái lúc mà chúng ta bị chỉ trích hay chúng ta bị tấn công thì cái gì trừ trong tâm lòng chúng ta nó sẽ thể hiện bằng cái hành động. And whenever we are criticized or whenever we are attacked by another person, whatever is in our heart will be revealed. Người ta nói rằng chúng ta có thể đuổi kẻ thù nó rất là dễ, nhưng cái kẻ thù ở trong cái con người của chúng ta là chính tâm lòng của chúng ta vô cùng khó khăn. People say that it's very easy to shun away the enemy, but the enemy that is within us, within our hearts, it's very difficult to get rid of. Nếu chúng ta có Đức Thánh Linh và chúng ta thuận phục Đức Thánh Linh và chúng ta để cho Thánh Linh sản sinh cái bông trái của Ngài trên đời sống của chúng ta. If we submit to the Holy Spirit, if we allow Him to rule and reign in our hearts, then allow Him to birth out the fruits of the Spirit. Chúng ta sẽ có cái trái của Thánh Linh giống như trong Gia-cơ ở Galati đoạn 5 câu 22. Then we will have the fruits of the Spirit as it says in Galatians 5. Sự vui mừng, sự bình an, sự nhịn nhục, sự hiền lành, sự trung tín, sự mềm mại, sự tiết độ. To have love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness and perseverance, gentleness. Nếu chúng ta có trung tín với Chúa, chúng ta không bao giờ bỏ cái vị trí của chúng ta mà Đức Chúa đặt để chúng ta, để chúng ta nhảy đến một cái chỗ khác mà Chúa không có đặt để. If we are faithful with God, if we have that fruit of faithfulness, we will never jump from one place to another because we're faithful to where He has called us to be. Nếu chúng ta có sự nhẫn nhục thì không bao giờ có những cái sự tranh cãi ở trong gia đình hay những cái chiến trận xảy ra ở trong gia đình gây tan vỡ. Yeah. To have long suffering, that means that we won't have fights or arguments within our families. Nếu chúng ta có tiết độ thì chúng ta sẽ không có bị nhiều cái điều xảy ra thất bại trong cuộc sống của chúng ta. And to have gentleness, to have self-control, we won't have the failures or the things that we experience in our lives that bring us failure. Chúng ta có thể tưởng tượng một cái người nào đó lạ bước chân vào trong căn nhà của chúng ta, ở với chúng ta trong vòng một tuần. Imagine to have a stranger come live in your house and live with you for about a week. Người ta sẽ nhìn thấy những cái rất là lạ lùng, tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục ở trong cái gia đình chúng ta. Người ta thấy thiên đàng ở trong gia đình của chúng ta. Chắc chắn người ta phải tìm hiểu về Chúa, anh chị em. If they come and they see all the fruits of the Spirit, the love, the joy, the peace that of the Holy Spirit there, surely they will be amazed. Nếu họ bước vào hội thánh, họ thấy anh chị em của chúng ta vui mừng và thể hiện những cái trái của Thánh Linh là như vậy, thì chắc chắn người ta phải bị cuốn hút. Then and surely if they step into the Church of God, God's house, and they see brothers and sisters in Christ bearing the fruits of the Spirit, then surely they will be drawn into the Spirit of God. Nếu người ta bước vào trong cái nhà bếp của chúng ta, thấy anh chị em của chúng ta làm việc rất là vất vả nhưng vui mừng tươi cười và thuận phục với nhau, hiệp một với nhau, vui vẻ như vậy, người ta rất là vui, người ta sẽ muốn gia nhập. And of course, if they step into our kitchen and they see everyone working together, unified to prepare the fellowship meal, then in bearing the fruits of the Spirit, that they're going to see that they're going to be drawn more to God. Anh chị em có đồng ý với tôi như vậy không? Do you agree with me, my brothers and sisters? Đó là điều chắc chắn. That is a sure thing. Đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta cai trị cái lòng của mình để chúng ta có thể hiện những cái bông trái Thánh Linh để chúng ta mới có thể trở nên những nhân chứng cho Chúa hiệu quả. That is why God wants us to reign, to rule over our hearts, so that we can have the fruit of the Spirit, so that we can be a witness to others. Tôi có nghe một con cái của Chúa nói thế này. I heard a Christian tell me this once. Làm cho tôi rất là suy nghĩ. And it caused me to think. Nếu chúng ta ngồi trong căn nhà mình, chúng ta nhìn ra cửa sổ. If we sit in our house and we look out the window, chúng ta thấy
một người đi ngang qua căn nhà của mình, té một cái, sụp xuống té một cái. We see someone walking by our house on the sidewalk and all of a sudden they faint. Rồi một người khác đến chỗ đi đến đi ngang qua nhà mình đến chỗ đó cũng té một cái. And another person walks by our house in the same location and they fall. Rồi có người khác đi cũng đến chỗ đó rồi ngã một cái. And a third person walking by falls again in that same place. Chúng ta không thể ngồi trong nhà mà chúng ta chỉ trích họ, chúng ta mấy cái ông này vô ý quá, đi không có để ý té lên té xuống. We cannot sit within our home and blame all those three different people and say, you know what, all those people, they are not paying attention. It's their fault that they're falling. Nhưng chúng ta phải bước ra coi thử cái gì, cái hố, cái hầm, cái gì mà nó đã ở trong cái trước But nhà chúng ta khiến cho người ta ngã. But we have to step out of our house and look and see what it is causing people to stumble. Cho nên khi chúng ta bị chỉ trích, chúng ta bị người ta nói oan, bị nói vô, hoặc là người ta nói cái gì ta xét đoán hay người ta làm cái gì đó, chúng ta cần xét lại chính mình trước nhất. So whenever you have people criticize you on a continual basis about a particular thing, we first must evaluate ourselves. Dĩ nhiên chúng ta phải loại trừ cái trường hợp nó vô lý, giống như là Saul mà ganh ghét David. Of course we have to sift out the things that are absurd. For example, the way that Saul disliked or hated David. Cho nên hôm nay cái điểm thứ nhất chúng ta cần cầu nguyện, đó là chúng ta sẽ cầu nguyện cho chính mỗi chúng ta thành công trong việc cai trị lòng của mình trước nhất. So the first thing we're going to pray about tonight is that all of us will be accomplished in ruling and reigning over our hearts. Cái điểm thứ hai chúng ta cùng học với nhau đó là khi chúng ta cai trị được lòng của mình thì chúng ta mới thực thi cái sứ mạng là cai trị trong gia đình của mình. And number two, after we have reigned over our hearts, then surely we can reign over our families. Ở trong gia đình Chúa có đặt một cái trật tự, chồng là đầu, vợ là thân. In our families, God puts a hierarchy. That is, the husband is the head, and that the wife is the body. Chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. And the husband is to love his wife as God loves his church. Và vợ thì kính chồng như kính Chúa. And then the wife is to respect or to revere her husband as she does with God. Trật tự trong gia đình. And that is the order in a family. Dĩ nhiên không phải là người chồng cai trị vợ của mình như là cái kiểu đời. And of course I don't mean that a husband is to rule over his wife in a worldly way. Hội thánh chúng ta đã được học rất là nhiều về điều này, thì tôi tin rằng quý ông bà anh chị em hiểu rất rõ về lĩnh vực này. Our church has studied about this extensively and I believe my brothers and sisters that you have a good understanding of this. Trong thư Timothy thứ nhất đoạn 3 nói về cái vấn đề cai trị nhà riêng của mình. In 1 Timothy chapter 3 it talks about reigning over our own families, our home. Dĩ nhiên không phải cái điều đó là dành cho những người mục sư, những người chấp sự, nhưng mà mỗi một chúng ta đều có một cái sứ mạng ở trước mặt Chúa, đó là lãnh đạo gia đình của chúng ta, lãnh đạo con cái. Đó là cái chức năng của người lãnh đạo, là cai trị. To rule over your household is not reserved just for pastors or leaders in the church. That is for every believer. That is for us to, for husbands to rule over the family and for parents to rule over their children. Đây không phải là diễn dịch người dưỡng cưỡng giải về Kinh Thánh của tôi, nhưng mà trong cái sự học tập và nghiên cứu của tôi thì nhiều giáo sư Kinh Thánh và họ đã giải thích rất rõ ràng về cái chức năng của mỗi một chúng ta là cái người quản gia của Chúa, là một người cai trị gia đình. This is not my own interpretation of the scriptures. With every place that I've studied, every Bible believer, every person who has written concordances or written out about the Bible, they all say the same thing, that God has called us to reign over our families. Cho nên khi chúng ta đã cai trị được chính lòng của mình thì chúng ta có thể khiến thực thi cái sứ mạng ở trong gia đình, cai trị gia đình, người cha, người mẹ trên con cái của mình, nó sẽ rất thành công anh chị em. And that is, so first after we reign over our hearts, then as mothers and fathers we can reign over our children, our families. Bởi vì đó là nguyên tắc của Chúa, khi chúng ta làm đúng với nguyên tắc của Chúa, Chúa sẽ đồng hành và đồng công với chúng ta. Because that is the principle of God. Amen, anh chị em. As we follow the principle of God, God will support us and will help us through it all. Lời của Chúa nói, nơi nào có ghi nhớ danh của Chúa thì Chúa đến và ban phước, ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 24 phần B. In Exodus 20:24b it says, in every place where I record my name I will come to you and I will bless you. Nơi nào có ghi nhớ anh chị em, nếu không phải là gia đình. Wherever there is a record, wherever there is a remembrance of the Lord, if it's not in your family. Để cai trị trong gia đình của mình thì anh chị em cần phải quan tâm đến cái điều là chúng ta có sự thờ phượng trong gia đình. In order to reign and rule over your family, then there must be the one important thing is that is to worship God there. Cái phần A của câu Kinh Thánh này á, nó sẽ nói lên được cái sự thờ phượng. Bởi vì Chúa nói chúng ta lập một cái bàn thờ bằng đất. Chúng ta là bàn thờ bằng đất đấy anh chị em. Yes, in part A of this verse, it talks to us very importantly about worship. And it says to have a place of worship in the land. And we are that land, that place of worship.
Trong cái sự nghiên cứu thì người thấy nếu gia đình nào có cái sự thờ phượng trong gia đình, vợ chồng con cái cùng thờ phượng với nhau trong gia đình, cầu nguyện chung với nhau, thì gia đình đó rất là được phước của Chúa, và cái thành phần, cái percent mà ly dị thì rất là nhỏ, không đáng kể. In every study that's been shown, as I've looked into families that have that worship regularly together, they find that those families are very happy and the percentage of divorce is very low. Và con cái họ rất là thành công. And their children are successful. Cho nên điểm thứ hai, chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể thực thi cái sứ mạng cai trị. So the second thing that we're going to pray about is that God, by His grace and by the power of God, we can reign over our family. Cái điểm thứ ba chúng ta sẽ lưu ý đến với điều này. Chúng ta dạy dỗ con cái của Chúa và gieo cái ước mơ. Chắc cái khả dư gieo những cái ước mơ cho con cái của chúng ta, con cháu và hậu tự của chúng ta, nó biết được cái vị trí của nó ở trong Chúa là những người cai trị trong sự sống. And along in with this point, in point two, we also want to remember that we have to teach our children to sow into them dreams that they may know their place in God to rule in life. Anh em biết rất là rõ, rất là quen thuộc câu Kinh Thánh là trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, rồi hầu khi nó trở về già nó sẽ không có lìa khỏi cái con đường đó. My brothers and sisters, you are very familiar with the Bible verse out of Proverbs 22:6. It says to train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Cái vấn đề con cái của Chúa, con cái của chúng ta ở trong đất nước Mỹ này, tôi thấy có rất là nhiều cái vấn nạn. In regards to children, our children here in the United States, nhiều, I see there's such a great burden. Nhiều gia đình rất là than thở và buồn rầu. There's con a lot cái of families that are grieving over what's going on with their children. Ngay cả con cái của Chúa. Even as Christians. Vì sao nó là như vậy? Why is it that way? Người ta đổ thừa cho là vì hai cái nền văn hóa nó khác nhau, nên chúng ta người lớn là ảnh hưởng cái văn hóa đông phương của Việt Nam, rồi mấy đứa nhỏ qua đây nó ảnh hưởng văn hóa của Mỹ, cho nên là cha mẹ và con cái cứ xung đột. Some people, they use the excuse because it's a clash of culture, saying that, you know, the parents, they have the culture of the Vietnamese, and then the children, they have the culture of the Americans, and so there's a big clash that causes chaos in the family. Cái đó cũng đúng. And partially true. Đối với những người ngoài Chúa. And that in regards to people who are outside of Nhưng Christ. Không phải 100% đâu. Non-believers. But not 100%. Nhưng mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có văn hóa của Cơ Đốc, là văn hóa của Đức Chúa Trời. And that is, we as Christians, we have a culture, and that is the culture of Christ. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúng ta không có giữ những cái nền văn hóa cổ xưa, và chúng ta cũng không có thể không chấp nhận cái nền văn hóa mới. Nhưng chúng ta có sự hài hòa nào đó để nó phù hợp với cái nền văn hóa. And that is, we don't, as a parent, we don't hold on to our Vietnamese culture and deny the American culture. No, we have to have a compromise, and that is, we create a culture of Christ in our families. Khi tôi cầu nguyện rất là nhiều về điều này. Thật là có nhiều gia đình, con cái, tôi không hiểu là sao. Khi còn nhỏ nó có thể theo cha mẹ đi nhà thờ vì cớ là nể cha mẹ, nhưng mà khi lên đến đại học dường như nó bỏ nhà thờ đi hết. You know, I've prayed about this a lot because I've wondered, you know, there's children that grow up in the church, and when they're young they go to church with their parents, perhaps because they were out of respect or because they have to go. But then whenever they get to college, they leave God. Thậm chí nó đi nhà thờ mà đầu óc của nó ở bên ngoài, chứ nó không có cái đầu óc nó ở trong Chúa. You know, they may be, their bodies may be here in church when they're young or as young adults, but their mind and their spirit is somewhere else, outside of the church. Đó là bởi vì chúng ta thiếu cái sự đầu tư cho con về cái vấn đề đầu thuộc and linh. That is that we lack the investment, the spiritual investment into our children. Chúng ta tối hôm nay cái thời giờ nó rất là giới hạn, cho nên quý vị có thể về nhà nghiên cứu và phục truyền đoạn 11 từ câu 18 đến câu 21. Tonight our time is very short, so you can go home and study a little bit more, looking into Deuteronomy 11, 18. Đó tầm 18 to 21. 18 through 21. Trong cái câu phân đoạn Kinh Thánh này thì Chúa cho chúng ta biết cái tầm quan trọng của lời Chúa được dạy dỗ trong gia đình. This Bible, nói tới trong gia đình, dạy dỗ và nói đi, nói tới khi từ trong gia đình cho đến đi ra ngoài, cho đến khi ngủ, cho đến khi ăn, khi đi đây, là tất cả đều nói trên nguyên tắc của lời Chúa. This Bible verse teaches us that it's very important to be constantly be talking about God, constantly be talking about His ways to our children. Whether we go in, whether we go out, wherever we are, we must talk about God and His ways to our children. Nếu chúng ta thực thi đúng điều này, chúng ta sẽ kinh nghiệm những ngày thiên đàng trên đất, anh chị em. If we accomplish this, the word of God in our families, we will have heaven on earth.
Tôi muốn đọc thêm câu kinh thánh này để chúng ta có những cái sự xây dựng và ước mơ. Chính mỗi ông bà anh chị em có thể ước mơ cho con cái của mình và chúng ta mới có thể gieo trồng cái ước mơ cho con cái của mình trong tương lai của nó. I want to read this Bible verse to you so that you can teach your children, sow dreams into your children that they would know their place in Christ to rule over this land. Okay. Esai 61 câu 8 câu 9. Esai 61 câu 8 câu 9. Vì ta, Đức Giê-hô-va ưa sự chính trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa, ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân, và ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi Đức Giê-hô-va đã ban phước. 8-9. Isaiah 61, verses 8 and 9. For I, the Lord, love justice. I hate robbery for burnt offering. I will direct their work in truth and will make with them an everlasting covenant. Their descendants shall be known among the Gentiles and their offspring among the people. All who see them shall acknowledge them, that they are the posterity whom the Lord has blessed. Chúng ta cần đầu tư nuôi dưỡng cho con gái của chúng ta để nó ưa cái sự chính trực. We must invest in our children, sow into them so that they can desire justice. Yeah, và nó ghét cái sự bất nghĩa. And they will hate injustice. Có những gia đình than thở và khóc lóc đau buồn vì có con nó không còn có cái sự kính yêu kính cha mẹ. Some families they cry out grieving, some parents cry out grieving because their children no longer revere, respect their parents. Tôi nghe những câu chuyện mà rất là đau lòng. I hear many stories that break my heart. Một cái gia đình kia bố mẹ ở xa đến thăm con ở Maryland. There's a set of parents who went to visit their child in Maryland. Vì thương nhớ con cho nên rất là xa thì bay đến để thăm con. And because they missed their child, they flew to go visit. Nhưng chỉ vì cha mẹ đó có một cái sự hỗ trợ cho một cái đảng phái chính trị khác với chính con cái. But because that parent had a support for a different political group, đứa con đó bằng là sẵn lòng đuổi cha mẹ ra khỏi nhà. That child was ready and willing to tell their parents to get out of their house because of a different political belief. Đây là câu chuyện thật anh chị. That is a true story. Và đối với người Việt Nam của chúng ta thì and in regards to our Vietnamese people, that happens pretty often as well. Tại vì sao? Why is that? Nó không có biết về sự chính trực, nó không có biết về sự bất nghĩa. Đó là một sự bất nghĩa rất là lớn. Because they don't know about justice. That is a great injustice occurring when they kick their parents out. Và nó đã bị ảnh hưởng điều đó ở đâu? And where are they influenced? By whom? Trong các trường học. By their schools. Trường học. Trước các trường đại học, their college, người ta đã gieo những cái tư tưởng the college professors, tự do, không còn mà chính nghĩa, không còn đạo đức, muốn gì đó thì muốn, mình là tôi của mình, cái tôi của mình là trên hết. The college professors, they sow into them the type of philosophy where it's just me, mine, whatever I need first, that's important. Một cái giá trị đạo đức của nhân cách của con người. And it wipes away the spiritual foundation in Christ. Quay trở lại câu kinh thánh Esai 61 này, tôi thấy rằng Chúa lập giao ước với chúng ta đời đời, anh chị em. Chúa muốn làm điều đó. Returning back to Isaiah 61, 8 and 9, we see here that God wants to establish an everlasting covenant with us. Tôi khuyến khích anh chị em mỗi ngày nắm câu kinh thánh này để cầu nguyện cho con cháu của chúng ta. My brothers and sisters, I encourage you to grab hold of these Bible verses and pray them over your children daily. Dòng dõi chúng ta sẽ nổi tiếng trong các nước. Our descendants shall be known among the Gentiles. Con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân. Your offspring will be made known among the people. Và phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Chúa Trời đã ban phước. And who also see them will shall acknowledge them that they are blessed by God. Đây là điều chúng ta cần phải tin và nắm cái lời hứa này cho chính dòng dõi của chúng ta, hậu tự của chúng ta. This is something we must grab hold of and pray over our children for the generations to come. Có bao giờ các vị ước mơ rằng con của bạn, của quý vị, tương lai con của quý vị, cháu của quý vị hoặc là dòng dõi của quý vị sẽ trở nên những người lãnh đạo của đất nước này không? My brothers and sisters, do you ever desire that your children, your grandchildren, your great-grandchildren may one day become leaders in this nation?
Khi tôi đến thăm Washington D.C. thăm cháu When tôi I went đấy, to go visit one of my family members in Washington D.C. Tôi chia sẻ là lời của Chúa cũng có một chút xíu và nó liên quan vấn đề này. I share this with you because it has to deal with these Bible verses. Tôi hỏi trong vòng anh chị em có ai ước mơ rằng tương lai dòng dõi của chúng ta, anh chị em của chúng ta, người Việt Nam chúng ta có người làm tổng thống Mỹ không? My brothers and sisters, is there anyone here that desires that one of the people out of your lineage would become người, president? Okay, yes, yes, yes. President of the United States. Ở đây chúng ta có nghĩ như vậy không anh chị em? Is there anyone here who desires that? Tại sao một con người sinh ra ở Canyon không biết ta là tông tích ở đâu hết mà có thể làm tổng thống Mỹ 8 năm? Người Việt Nam của chúng ta sinh ở nước Mỹ này 43 năm ở đây rồi còn có nhiều năm ở trên đất nước Mỹ này. Người Việt Nam chúng ta rất là thông minh, rất là khôn ngoan. How Tại is sao it, chúng ta không mơ ước điều đó? How is it that somebody who was never born in the United States could rule to could become president of our nation for 8 years and 8 years, right? Yeah. Okay, just making sure. And about 8 years. And then, and how is it that, why would that deny our Vietnamese people, our children who have been born here on this land to become president? For the Vietnamese people, we are very smart, intelligent. Yeah, right. Người Việt Nam, người Á Châu của chúng ta được cái phước hạnh của Đức Chúa Trời là dòng dõi của Sam anh chị em. Sam là con của Noe đó. Oh, okay. Are the Vietnamese, the Asian people, we are the descendants of Shem, my brothers and sisters. Yeah, Việt Nam rất là thông minh. We are very intelligent. Tại sao chúng ta không ước mơ? Why isn't that we won't dream? Con cháu của chúng ta bây giờ chúng ta lỡ. Desire to have our children. Cuộc đời chúng ta đã lỡ. Có thể là con cái của chúng ta hoặc là cháu chắt của chúng ta thì phải có những ước mơ này. Thế rồi giờ nó không làm tổng thống thì nó làm phó tổng thống, nó làm thượng nghị sĩ, nó làm những người Supreme Court hay là những cái người dân biểu hay là những governor. We all came here, we paid the price for our children to grow up, to be born here, to be raised here in freedom. Why is it that we can't desire that they would one day be president, vice president, senators, governors, a Supreme Court justices? Đừng có mơ nhỏ, mơ Do lớn. Not dream little, dream big. Một người chăn chiên như là David có thể làm vua của Israel. A shepherd just like David could become king of Israel. Một tên tù như là Joseph có thể làm thủ tướng của And a prisoner just like Joseph could rule over Egypt. Quý vị có thể mơ, ước mơ điều đó và trao cái khải tượng đó, ước mơ đó cho con cháu của mình không? My brothers and sisters, we can dream this and we can sow that dream into our children. Tôi được biết là rất nhiều người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ này rất thành đạt, ở những vị trí rất là cao. I know that a lot of Vietnamese people are here in America and they hold very high positions. Tôi biết được một người tên là Elizabeth Phu. I know somebody named Elizabeth Phu. Cố vấn cho Tổng thống Obama 8 năm. Cố vấn represented counselor to Obama for 8 years và đặc trách về vấn đề an ninh Đông Nam Á and was in charge of the safety of southern Southeast Asia. Southeast Asia. Và quý vị chắc biết những cái người rất là nổi tiếng ở trên nước Mỹ là người Việt Nam phải không? Khoa học gia là Dương Ngược Ánh. You know, chế ra cái bom mà áp nhiệt rồi gì đó, mấy cái bom mà khi mà nó nổ ra nó lăn chung với mấy cái hầm nó tìm người nó giết. Quý vị biết cái bom đó không? Yeah, this is Sương Nguyệt Ánh. And of course you người know a Vietnamese person named Dương Nguyệt Ánh who created this bomb. Cho quân đội của for the US soldiers. Rồi nhiều người khác nổi tiếng lắm là người Việt Nam mà họ There's a lot of Vietnamese people that are popular, that are well known. Chúng ta là dòng dõi thánh và Chúa nói rằng phước truyền phục truyền đoạn 22 Chúa đặt chúng ta đằng đầu chứ không phải đằng đuôi. And out of phục truyền Deuteronomy 22, it says that we are the head, not the tail. Amen với tôi, vừa ước mơ cho con cháu của mình không? Amen, my brothers and sisters, can we dream this for our children? Tôi nói anh chị em, nếu mà cái người cai trị trên đất nước này từ thành phố cho đến tiểu bang, cho đến hạ viện, thượng viện, cho đến tổng thống, cho đến những người ở trong cái court, những cái gì đó, mà là những người không có Chúa, thì chúng ta sẽ tưởng tượng chúng ta và con cái của chúng ta tương lai sẽ như thế nào? Can you imagine if the people who are holding positions, whether it be the mayor of a city, the governor of a state, or moving on to the senators, or president, or supreme justices, if they are not Christians, what kind of results, what kind of world would we be living in? Nhìn lại. Looking back. Cái 8 năm của vị tổng thống trước đây. The past 8 years of the previous president. Quý vị có nhớ lại những cái khốn khổ và hội thánh của Chúa đã chịu, thậm chí các mục sư thì bị
đòi hỏi là phải nộp bài giảng cho chính quyền không? Do you remember the difficulty that the Church of God had to endure through those 8 years of his presidency? That even pastors were required to give over their sermons. Rồi con cái của Chúa có tiệm bánh, tiệm hoa từ chối phục vụ cho những người gay, homosexual thì bị ra tòa rồi bị phạt cả $100,000 rồi đóng cửa tiệm rồi đủ các thứ. And business owners, those who made cakes, when they refused to serve those from the homosexual community and make cakes for their weddings, that they were sued and they were taken to court and eventually had to close their businesses. Và cái điều đó nó dậy sóng khắp nơi trên nước Mỹ. And that was happening everywhere in America. Nhưng mà chúng ta so sánh với thời hiện đại. But let's compare it với cái người lãnh đạo. The way that we're living to the times that we're living in today, Chúa. That is our leader is one who reveres God. Những cái tiếng nói đó ngậm miệng tự nhiên là ngậm miệng chứ không cần all of those voices that are criticizing or against the church, they immediately they are hushed. Quý vị có suy nghĩ về điều đó? Have you thought about that, my brothers and sisters? Cho nên chúng ta cần phải đầu tư cho con cái của chúng ta. Đừng có nghĩ rằng con cơ đốc nhân thì không có tham gia chính quyền chính trị. Cái đó là một suy nghĩ rất là sai. So I encourage you, my brothers and sisters, sow into your children the dreams of becoming leaders in this nation. We cannot say that Christians can't be in government. Chúng ta cần cầu nguyện. Đó là điều we have to thứ pray ba, for that. Cầu nguyện. That is the third point that và we're praying about. Không phải about. Chỉ là tối nay mà quý vị nhớ cầu nguyện trong mỗi ngày cho chính con cái của mình. And nếu chúng ta, not, quý vị có ước mơ về điều đó. I encourage you not just to pray that our that Christians would reign in government, not just tonight, but I encourage you to pray for it daily. Điểm thứ tư, chúng ta sẽ cầu nguyện về cái lĩnh vực cai trị trong sự sống nó mang tính cách rộng rãi hơn. The fourth thing that we're going to pray about in regards to reigning or ruling in this ruling in our lives. Châm ngôn 11 câu 14. Out of Psalms, trong cái một bản dịch mới thì họ gọi dịch là dân sự sa ngã tại thiếu lãnh đạo hay là thiếu người cai trị. Proverbs 11:14. 11:14 says that dân sự bị sa ngã vì thiếu lãnh đạo. That without counsel the people fail. Có bản dịch cũ thì dịch là dân tự sự sa ngã vì thiếu chính trị. And another translation says that the people fail because they are without leadership. Theo cái sự hiểu biết của tôi thì nhiều khi chúng ta nghĩ cái chữ chính trị cái điều gì nó quá rất là xa vời của chúng ta. With my understanding, we think that to rule or to government is something that's far from, away from us. Nhưng chính trị là một cái điều gì đó sống và hành động trên mỗi đời sống của chúng ta. But government is something that is alive in over each and every one of us. Nó là một cái sự cai trị, một cái sự hành xử một cách chính trực. That is a manifestation, a true manifestation of ruling and reigning. Chính trực. Oh, righteousness. Excuse me, righteousness. Và tại sao cái câu kinh thánh này là thiếu lãnh đạo? Không phải là không có lãnh đạo, nhưng mà không có những người lãnh đạo hay là những người cai trị đúng nghĩa hay là đúng như cái ý muốn của Chúa. And this one here, Proverbs 11:14. When it says there is no counsel, it means that the people who are ruling are not present. The right people are not present. Cho nên chúng ta cần cầu nguyện đó cho chính quyền. So that we have to pray that over our government. Chúng ta biết rất là rõ câu kinh thánh là trong ngôn 21 câu 1 lòng vua trong tay của Đức Giê-hô-va như dòng nước chảy, ngài muốn làm nghiêng lệch bên nào thì tùy theo ý muốn của ngài. And we know the Bible verse Proverbs 21:1 so well. The king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water. Chúng ta biết rằng người lãnh đạo nào họ cũng có những cái tư tưởng riêng của họ, có suy nghĩ và đường lối riêng của họ. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện họ để đi trong đường lối của Chúa. We know that every leader has their own way of thinking, their own way of doing things. So we have to pray for them that they will go in the way of the Lord. Cái điểm thứ nhất là con cái của Chúa phải cầu nguyện cho chính quyền. The first thing is that we have the believers of God have to pray for the government. Đây là sứ mạng của con cái của Chúa. This is our mandate. Có nhiều người thì chỉ biết cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình của mình, công ăn việc làm, tài chánh hay là cái gì đó, không có biết cầu nguyện cho chính quyền. Cái đó là một sự thiếu sót rất là lớn. Some of us, some Christians, they only know how to pray for themselves or their families. They don't know how to pray for the government, and that is a very large shortcoming. Timothy nhất đoạn 2 câu 1 câu 2 nói rằng trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Timothy, 1 Timothy 2 says, therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. Đây là một sứ mạng quan trọng anh chị em. This is a very important instruction. Nếu chúng ta không làm điều này thì chúng ta sẽ
phạm tội với Chúa đấy. If we don't do this, we are sinning before God. Và nhà cầm quyền họ làm theo đường lối riêng của họ, không đi theo đường lối của Chúa, thì chúng ta phải chịu cái hậu quả đó và chúng ta không có than thở với Chúa được. And if the government goes in their own way and does not go in the way of God, we have to suffer for it because we did not do what we were supposed to do, and that is to pray for them. Gần đây tôi suy nghĩ rất là nhiều về cái vấn đề Nam Bắc Hàn. And so I've thought about it a lot in regards to South Korea. South and North Korea. Tôi khi cái điều đó xảy ra, Nam và Bắc Hàn họ bắt tay nhau rồi đi đến một cái giải hòa, thì tôi suy nghĩ đến Việt Nam, Nam và Bắc Việt Nam. When I was looking at North and South Korea, when they were able to reconcile and to shake hands, to be in agreement again, I thought about Vietnam, our country, North and South. Tôi biết rất rõ người Nam Hàn, hội thánh Nam Hàn họ cầu nguyện rất nhiều cho cái vấn đề này. I know surely that South Korean Christians were praying a lot for that reconciliation. Họ không lên những cái chương trình chống qua chống nhau đánh nhau cái vấn đề của Nam Hàn, không lên cái chương trình để đánh nhau với anh em mình ở ngoài miền Bắc. They would not participate in fighting against their northern brothers and sisters. Nhưng họ đánh trong chiến trận thuộc linh. But they would fight in the spiritual. Cho nên ngày hôm nay nếu ai theo dõi thì anh thấy cái kết quả này đáng khích lệ, vô cùng là vui mừng, cả thế giới. Any of you are paying attention to the news, you know what has happened as a result of their prayers, and all of the world rejoices. Nghĩ đến Việt Nam thì rất là đau buồn. And I believe that the Vietnamese chúng ta phải bỏ quê hương để đi là bởi vì hội thánh miền Nam không cầu nguyện đủ hoặc là không hiểu về điều này, cho nên chúng ta phải gặt hái cái tình trạng như ngày hôm nay. And I believe the Vietnamese are saddened when they see this, because we all had to leave our country because the southern Vietnamese did not pray enough for a reconciliation, so we ended up having to leave the country. Yeah, đây là điều chắc chắn vì chiến trận nó là chiến trận thuộc linh trước nhất, cho nên chị em cần suy nghĩ đến những điều này để chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho chính quyền. That this is a spiritual battle for our country of Vietnam, so we have to pray for the government. Con cái Chúa phải biết cầu nguyện cho chính quyền. God's children must know how to pray for the government. Điểm thứ hai trong lĩnh vực này là con cái Chúa phải biết vâng phục chính quyền. The other thing that we have to do as God's children is we have to know how to submit to our government. Roma đoạn 13 câu 1 câu 2. Romans 13, 1 through 3. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét cho mình. Let every soul be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. Có thể con cái của chúng ta hoặc là gia đình chúng ta có thể là bị những cái điều nọ điều kia vì cớ chúng ta có chống cự với chính quyền. Tại vì chúng ta không thích cái ông lãnh đạo này, chúng ta không thích cái ông lãnh đạo kia, chúng ta bắt đầu chống cự với họ. Chúng ta nói những cái điều rủa sả họ hoặc là chúng ta nói những điều xấu của họ, thì cái điều đó là điều chống nghịch lại quyền phép, là chống nghịch lại mạng lệnh của Chúa. Cho nên chúng ta có thể gánh những hậu quả mà chúng ta không hiểu biết. For whatever things that your family may have experienced, for whatever reason it may be, all of a sudden there may be grumbling that's happening within your family where you're speaking against your leadership in this nation or wherever you were in your government. You are going against the will of God when you speak against your leaders. Thêm một câu nữa để cho anh chị em nắm vững về cái lẽ thật này. Tiết đoạn 3 câu 1. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm một việc lành, chớ có nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ đối với mọi người, tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Another verse to help you understand this is in Titus 3:1. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. Chúng ta rất là dễ dàng chống lại với chính quyền. It's very easy for us to stand up against government. Mình không có thích cái người đó, mình thấy cái tâm tính của người đó, cá tính của người đó, mà mình không có thấy, mình không có biết được là Đức Chúa Trời đặt để họ. It could be that we don't like the person who is in that government position. We don't like how they're doing things. But we have to understand that they are there because God allowed them to be there. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, hội thánh chúng ta, con cái chúng ta, và cầu nguyện cho con cái Chúa khắp nơi ở trên đất nước của chúng ta hoặc là trên thế giới này, đặc biệt đất nước chúng ta cần phải
biết vâng phục chính quyền, dầu chúng ta không thích họ vẫn phải biết vâng phục và phải cầu nguyện cho. So we have to pray for ourselves. We have to pray for our children. We have to pray for our church. We have to pray for everyone that they would submit to their government and understand that God put the government, those leaders in that governmental position. Cái điểm thứ ba, chúng ta hiểu biết cái điều này để chúng ta có thể thực thi cái chức năng cai trị là chúng ta phải biết sử dụng cái uy quyền Chúa giao cho chúng ta. The other thing that the third point under as being God's children, we have to understand how to use our authority that God has given us. Trong Luca đoạn 10 câu 19, này ta ban cho ngươi uy quyền. In Luke 10:19 it says, "Behold, I give you the authority." Yeah, cái authority này là của một người lãnh đạo đó. That is the authority of a leader, a person who reigns. Cho nên nếu chúng ta không thực thi cái uy quyền này để đánh phá tất cả những thế lực của kẻ nghịch ở trong chính cá nhân của chúng ta, nó có thể ảnh hưởng hoặc gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta hoặc là trên đất nước của chúng ta. Nếu chúng ta không sử dụng uy quyền này thì chúng ta sẽ thiệt thòi rất là nhiều. If we don't take advantage of, if we don't use the authority that God has given us over all principalities, then we are going to be suffering. Như tôi nói với anh chị em là tôi làm chứng cái câu chuyện đầu tiên là tôi ở Việt Nam đó. Nếu tôi không biết cầu nguyện để lấy cái quyền này, chúng ta không biết, tôi không biết sử dụng cái quyền này để đuổi hết tất cả những cái thứ mà bậy bạ ra khỏi cái khu vực của mình nữa thì tôi sẽ rất thất bại. Just as I told you in the story that I opened up with, if I did not use the authority that God gave me to bind up and command all of those evil spirits to leave the community at which I where I bought my home, then surely I would still be suffering there today. Hiện nay có những cái tà linh hoạt động ở trên đất nước này cho nên ảnh hưởng gia đình chúng ta và ảnh hưởng thành rất là nhiều. Today there are evil spirits that are operating in this nation, the United States, and they are influencing, affecting our children. Linh Antichrist. The spirit of the Antichrist. Linh Antichrist hoạt động khắp nơi ở trên đất nước này dưới bóng của những cái tổ chức chính trị. The spirit of the Antichrist, the spirit of Antichrist is operating throughout this nation underneath the mask of government groups. Political groups. Và dưới những tay tài phiệt. Oh, and operating within the hands of the richest people in the nation. Tôi không biết là quý vị có nghe người ta nói về deep state không? Chính phủ ngầm. Have you? Trong vòng chúng ta có ai nghe về cái chính phủ ngầm hiện nay đang hoạt động trên nước Mỹ không? Con cái Chúa cần phải biết cái điều này để mà chúng ta chiến đấu. I'm sorry. Deep state. Have you heard of deep state? Deep state gồm có những cái người tài phiệt mà nhiều năm tháng, nhiều thập niên trên đất nước này họ lèo lái chính quyền, đi theo cái quyết định của họ. Deep state is comprised of a group of people that are incredibly rich and they can turn the way of the government by affecting its economy as well as other things. Và hiện nay cái deep state này nó nối kết với những cái đảng phái chính trị để chống lại chính quyền hiện đây rất là mạnh. And currently, deep state is partnering with certain political groups to stand up against our government. Chúng ta nghĩ là nếu chúng ta không thể sống an bình và hạnh phúc trong khi một cái nội bộ của một đất nước nó như vậy. We cannot live in our own peaceful state knowing that there is a group of people out there doing this. Quý vị có đồng ý với tôi như vậy không? My brothers and sisters, don't you agree? Thậm chí những cái tổ chức mà gọi là chống Trump lên trên đài để rêu rao khuấy động những cái sự phá hoại ở trên đất nước này, phá hoại những con người đi làm việc cho tòa tổng chính quyền hiện tại, phá hoại cho những con người nào ủng hộ chính quyền hiện tại, phá hoại bằng cái gọi là bằng những hành động. These people are partnering with political groups and their agenda is to turn upside down the government or to fight against, to speak against our current government. Và đưa ra những cái tư tưởng nó rất là kỳ cục và những cái điều nếu cái điều này không chấm dứt và nó cứ tiếp tục phát triển có thể sẽ có một cuộc nội chiến về văn hóa. And their agenda is to sow seeds of to sow seeds of disunity against those that are for those people who are in the nation who are trying to follow under our current presidency. They want to speak against the government. Hội thánh mà không biết cái uy quyền của sự cai trị ở trên đất nước này, tại vì Chúa đã giao uy quyền cho hội thánh rồi anh chị em. The church who does not operate or know the authority that God has given us, because I have to tell you this, because God himself has given us the authority.
Tôi rất là nhiều tôi tớ của Chúa là những người đầy ơn của Chúa, họ nói rằng Đức Chúa Trời ngày hôm nay dường như Ngài không làm cái điều gì khác hơn là chỉ đáp lời cầu nguyện của hội thánh mà thôi. Many Christians that I've spoken to say that God doesn't do anything these days except for answer the prayers of believers. Nếu lãnh vực cai trị này mà hội thánh không rõ, không nắm, không cầu nguyện, không công bố, không quý phá, không sử dụng uy quyền của mình để phỉ phá tất cả, quý phá tất cả những cái thế lực của kẻ nghịch như vậy thì đất nước của chúng ta tương lai sẽ như thế nào, con cháu chúng ta sẽ như thế nào? If the church does not operate in the dominion by which Christ has given us, then surely what condition will our nation be in the years to come? Cho nên chúng ta phải cầu nguyện, phải biết sử dụng cái quyền và cầu xin Đức Chúa Trời Ngài ban cho con cái của Chúa biết cái lệ vực đến. So we have to ask God to help us understand the authority that has been given to us and to use it. Điểm thứ năm, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa dấy lên những người công chính của Chúa đứng vào vị trí lãnh đạo đất nước. We have to. The next thing we're going to pray about is to ask God to continue to raise up righteous people, His righteous people, to stand in the place of leadership over the land. Nên người ta rất là lo lắng về cái vấn đề bầu cử giữa mùa vào tháng 11 tới, ngày 8 tháng 11 sắp tới. You know, this has me praying about the upcoming election in November. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện. Đức Chúa Trời dự bị những con người đứng, người công chính của Chúa đứng vào những cái vị trí kỳ bầu cử dự kỳ, thì chúng ta sẽ bầu cử cả dân 430 dân biểu, hạ nghị viện và cũng rất là nhiều thượng nghị sĩ và một số ba mươi mấy một cái governor đó. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa đưa những con người công chính, những con người chính trực vào đúng cái vị trí của Chúa để có thể hiệp tác với chính quyền đem đất nước này trở về trong sự công chính của Chúa. This upcoming election is very important. We're going to be electing officials into office over many very important areas, 400 something odd, some odd state officials and 30 something odd governors. Into office. So it's important that we pray that God will put His righteous people into those places of leadership. Con cái của Chúa không thể lơ là việc điều này, anh chị em. Believers of God, Christians cannot overlook the importance of our roles as prayer warriors as well as voters. Vì đó là sứ mạng. Because that is our mandate. Chúng ta để nhớ điều này. It's important that we remember this. Rất nhiều câu kinh thánh ở trong ngôn về điều này, nhưng mà there's a lot of verses in Proverbs about this. Tôi đọc câu kinh thánh một câu nữa thôi. Trong câu 29 câu 2, khi người công bình thêm lên nhiều thì dân sự vui mừng, nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên xiết. Out of Proverbs 29:2, it says when the righteous are in authority, the people rejoice, but when a wicked man rules, the people groan. Cho nên chúng ta phải biết tiếp tục cầu nguyện. Đây là điều cái sứ mạng, cho nên chúng ta đừng bao giờ quên. Dĩ nhiên tối nay chúng ta sẽ cầu nguyện, hiệp ý với cầu nguyện, nhưng mà ở trong gia đình riêng tư chúng ta cũng nhớ cầu nguyện mỗi ngày cho điều này, ông bà anh chị. So this is very important that we pray over all of these points. We have to pray, remember that we're not just praying tonight, but we're praying also at home for these points. Cuối cùng thì chúng ta cũng nhớ cầu nguyện nhiều cho gia đình mục sư Ngô Thành Tâm. Finally, I just want to remind you to pray for Pastor Ngô Thành Tâm's family. Bồng bế vợ và con của ông trong những ngày họ còn sống lại trên đất này. That the Holy Spirit would comfort his wife and his children in his passing. Okay, bây giờ chúng ta để thì giờ cầu nguyện và tôi có cái yêu cầu như thầy, không biết là ông bà chị em có amen với tôi không. Chúng ta có thể cầu nguyện riêng tư, chúng ta đi khắp vòng trong cái nhà thờ của chúng ta, chúng ta cầu nguyện cho điểm thứ nhất, điểm thứ nhì, điểm thứ ba. Nhưng chúng ta sẽ hiệp sau khoảng 15 phút, 20 phút đi, chúng ta có thể hiệp lại đây để chúng ta cầu nguyện cho chính quyền. I'd like to try something, and I hope, brothers and sisters, that you'll join in with me. We're going to pray as you walk throughout the church area. We're going to pray for points 1, 2, and 3, but when it comes to points 4 and 5, we're going to gather together to pray unified. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Do you agree with that? Anh chị em đồng ý. So we'll be praying for about 15-20 minutes over the first three points, and then we'll pray, gather together to pray for the last two. Cho riêng tư cầu nguyện cho cái sự chính mình để có thể cai trị lòng của mình như ý Chúa muốn. Chúng ta cai trị cho gia, chúng ta cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta có thể cai trị gia đình của mình và dạy dỗ con cái, cũng như gieo rắc những ước mơ con cái cho tương lai của con cái chúng ta. Đó là cầu nguyện riêng, và sau đó thì chúng ta hiệp lại đây. Chúng ta cùng hiệp nhất với nhau trong để chúng ta có thể cầu nguyện cho chính quyền. Okay, so there's a bit of an adjustment to the handouts. Number one, we're going to pray to reign over our own heart. Number two, to reign over our family. Number three, that we would teach and sow dreams into our children, that they would know their place to reign in life. Then we will gather together and to pray over the government and our position as God's children. Amen. Amen. So let us begin praying.
biết suy nghĩ của chúng con. Ngài biết từng cái hành động của chúng con. Ngài biết từng bước đi của chúng con. Chúa, Ngài biết từng cái hành sự của chúng con. Ngài biết từng cái thành công của chúng con. Ngài biết từng thất bại của chúng con. Ngài biết hết tất cả mọi điều của chúng con. Ngài biết từng nhìn thấy từ tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, chúng con không thấy tấm lòng của chúng con, không hiểu tấm lòng của chúng con như chính mình lại đâu. Ngài biết là tấm lòng của chúng con. Cho nên Chúa ơi, có rất là dễ dàng trong những ngày tháng qua chúng con có thể đã có những sự sai lầm trong cái tấm lòng của chúng con. Chúng con không có cai trị được tấm lòng của mình. Lắm lúc chúng con giận dữ, Chúa, trong lúc chúng con giận dữ, chúng con có thể nói những cái điều mà nó chút buồn lòng. Chúng con có thể hành xử những cái cách hành xử của chúng con trong những lúc giận dữ làm cho Chúa rất là đau buồn, hoặc là làm cho những cái người xung quanh chúng con rất là khó chịu, hoặc là đau buồn, hoặc là phẫn uất. Chúa ơi, chúng con rất là sai trật ở trước mặt Ngài trong lần vật này. Chúng con cầu xin sự tha thứ của Ngài trên chúng con. Tha thứ chúng con và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Nhờ thần linh của Chúa, nhờ thần linh của Chúa hoạt động, hành động trong mỗi chúng con, để rồi mỗi một ngày xin Chúa giúp chúng con có thể sản sinh ra được con trai của Chúa, làm lòng chúng con có phát sinh ra cái tình yêu agape của Chúa, để chúng con có thể yêu Chúa, kính Chúa. Chúng con có thể yêu những người lân cận, chúng con có thể yêu những người mà không có đáng yêu, đã nhờ ơn của Chúa và tình yêu agape của Chúa trang trải trong tâm lòng chúng con, sống động trong tâm lòng chúng con, để chúng con có thể thực thi được điều đó. Chúa xin giúp chúng con có sự bình an, cho dầu trong hoàn cảnh làm sao, dầu biến có nhiều cái sự thay đổi đổi giờ ở trong cuộc sống, dầu có những cái hoàn cảnh bất chắc có không có thỏa thích trong chúng con, nhưng mà làm cho chúng con lòng chúng con bình an, bởi vì Chúa chúng con là Rova Salam hãy ở trong lòng của chúng con, khiến chúng con có sự bình an để chúng con có thể có niềm vui, để chúng con có thể có sự nhẫn nhục trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cái cách sống chúng con thể hiện được cái tính nhẫn nhục của chúng con. Cho ai để chúng con không có, chúng con có thể tránh hết tất cả những cái sự gây hấn, tránh hết tất cả những cái cuộc chiến không đáng gì ở trong gia đình, hoặc là ở trong hội thánh, hay là ở trong sở làm, hay là trong bất kỳ ở nơi nào ở trong xã hội này. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con được ơn của Chúa, thêm sự nhẫn nhục cho chúng con, bởi vì thánh linh của Chúa sản sinh điều đó trong mỗi chúng con. Chúng con biết ơn Chúa, xin cho chúng con có cái sự tiết chế trong cuộc sống, để chúng con không có làm được gì quá với những cái điều mà những cái giới hạn mà Chúa đã cho phép trong cuộc đời của chúng con. Chúng con nhờ ơn của Chúa để chúng con có thể có trong bông trái đó được thể hiện trong cuộc sống. Chúng con có thể cai trị được lòng của chúng con, nhờ ân sủng của Chúa, sự sức giàu của Ngài trên mỗi chúng con, trên con cái của Chúa, từ người lớn cho đến người bé. Chúa ơi, cho tất cả con cái của Chúa trong VPC Houston chúng con, cũng như tất cả con cái của Chúa khắp mọi nơi, người Việt Nam chúng con khắp mọi nơi trên trái đất này, cũng như con cái của Chúa khắp mọi nơi ở trên đất nước Việt Nam chúng con, trên đất nước Hoa Kỳ này. Chúng con cần ơn của Ngài, nhờ ơn của Chúa chúng con có thể cai trị được lòng của chúng con, để nó có thể thể hiện ra mỗi một chúng con là con trai con gái của Chúa, để chúng con thể hiện được cái vị đức của Chúa trong cuộc sống, để chúng con có thể trở nên một nhân chứng tốt lành cho danh quyền năng của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và ngợi khen Ngài. Chúa ơi, xin giúp đỡ cho chúng con, khi chúng con có thể cai trị chính ba cái lòng của chúng con thì chúng con mới có thể cai trị được gia đình chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho những người nam trong hội thánh của Chúa biết được cái uy quyền này, cái sự cai trị này và cái sứ mạng này rất là quan trọng. Chúa ơi, để trở nên một người chồng đúng nghĩa như là Chúa muốn, là cái yêu vợ của mình như là Chúa yêu hội thánh. Chúa yêu hội thánh một cách vô điều kiện. Chúa không có đòi hỏi hội thánh của Chúa phải đáp ứng như thế nào. Dầu hội thánh của Chúa có mạnh mẽ hay là yếu đuối, dầu chúng con mỗi một chúng con tốt lành hay là không có tốt lành, Chúa vẫn yêu chúng con. Khi chúng con là còn là những tội nhân, Chúa đã yêu chúng con, mà Ngài yêu chúng con đến nỗi Ngài đến để tìm và cứu chúng con và chết thay cho chúng con, để chúng con từ những cái đã được sinh ra để cho cái sự chết thì có thể trở nên con trai con gái của Chúa. Ngài mặc cho chúng con uy quyền làm con của Chúa, chúng con có địa vị làm con của Thiên Chúa. Ôi Chúa, tình yêu đó quá lớn, khiến cho những người chồng có thể yêu vợ của mình như là Chúa đã yêu hội thánh, không có đòi hỏi những cái điều kiện nào từ đứa vợ của mình, để không có một sự tranh cãi hay nó có một sự lộn xộn nào ở trong gia đình. Nhưng mà một gia đình, nếu người chồng thực thi đúng chức năng của mình, người vợ thực thi đúng chức năng của mình là yêu chồng như là Chúa, như là kính chồng như là kính Chúa, thì Chúa, gia đình đó hạnh phúc biết là gì nào. Gia đình đó như là thiên đàng ở trên đất, bởi vì Chúa có nói với chúng con,
nếu như chúng con trong gia đình mà có sự ghi nhớ danh của Chúa, Chúa đến và ban phước cho nên xin Chúa giúp đỡ để rồi những người chủ gia đình như là người chồng, những người cha, những người mẹ có thể thiết lập được những cái thì giờ thờ phượng Chúa trong gia đình để có thể mời gọi sự hiện diện của Chúa ở trong gia đình của mình, để rồi gia đình đó, con cái của họ trở nên dòng dõi thánh, là những cái dòng dõi mà Đức Chúa Trời ban phước theo như lời hứa của Ngài, để rồi trai con cái của họ sẽ trở nên những con người mà Chúa kỳ vọng vào họ, trở nên những con người cai trị, tiếp nối cái cơ nghiệp của Chúa cai trị ở trong sự sống này, ở trong tương lai cho người thân, cho đất nước, cho dân tộc của chúng con. Ôi Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, giúp đỡ cho những cha, người mẹ biết đầu tư cho con cái trong lời của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, không phải chỉ đầu tư cho vấn đề học hành, nhưng mà còn phải đầu tư cho lời của Đức Chúa Trời, để con cái của Chúa có lời của Chúa là sự sống trong cuộc đời của họ, để rồi chính lời của Chúa là sự sống, sự dẫn dắt cuộc đời của họ. Lời của Chúa là ánh sáng cho đường lối của họ, lời của Chúa là sự sống cho họ. Chúa ơi, để rồi họ có cái sự chính trực, họ có sự thông minh, họ có sự khôn ngoan, họ có những tài năng mà Đức Chúa Trời ban cho để có thể trở nên những con người lãnh đạo trong tương lai của nước nhà. Cha ơi, nguyện xin Chúa cũng gieo rắc giúp đỡ cho gia đình các tôi tớ con cái của Chúa khắp mọi nơi ở trên BBC chúng con cũng như trên đất nước này. Họ có những cái khát vọng, có những cái ước mơ, những cái lẽ thật này được nắm vững trên người làm ba, cha, làm mẹ, để họ có thể giúp đỡ cho con cái và gieo rắc những cái ước mơ này cho con cái của Chúa, con cái của họ. Thế rồi có một kỳ vọng rằng tương lai con cái của họ là những hậu tử của họ, là những cái dòng dõi thánh sẽ trở nên những con người cai trị ở trên đất nước này, để đem đất nước này trở lại trong cái sự chính trực, trong sự công chính, trong cái sự phước hạnh mà theo như lời hứa của Đức Chúa Trời. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con khát khao rằng ôi sẽ có từ nhà của Đức Chúa Trời, từ dòng dõi thánh của Chúa sẽ sản sinh ra những con người đầy sự thông minh, đầy sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho. Chúa ơi, như là một David, từ một con người chăn chiên mà Chúa sẽ ban cho cái sự khôn ngoan, cái sự thông minh, cái sự yêu mến Chúa, một năng lực rất là đặc biệt, rất là lạ lùng, để rồi Ngài có thể sử dụng ông trở nên một vị vua của dân thánh của Chúa. Chúa có thể sử dụng một người bình thường như là Joseph, để rồi người huấn luyện, Ngài đào tạo để ông trở nên một thủ tướng của Ai Cập của cái thời đó, thì không khó gì cho Đức Chúa Trời của chúng con, dòng dõi thánh của Chúa, con cái của chúng con, hậu tự của chúng con, Ngài có thể tuyển chọn để đem nó trở vào trong những cái vị trí quan trọng ở trong đất nước, để cai trị trong sự sống theo nguyên tắc công chính mà Đức Chúa Trời đã ban cho, hầu cho mọi dân tộc ở trong đất nước này họ sẽ được phước và họ được vui mừng và họ ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa và ngợi khen Ngài. Hallelujah, chúng con khát khao và ước ao. Chúa ơi, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con trong buổi tối hôm nay, Ngài làm thành ý muốn của Ngài, Ngài giúp đỡ cho mỗi chúng con biết được cái uy quyền mà Chúa ban cho chúng con. Chúa đã giao cho chúng con cái uy quyền để cai trị trong sự sống. Chúa ơi, cái uy quyền này quá sức là lớn. Chúng con cảm ơn Chúa vì nhờ ơn sủng của Chúa, nhờ ơn sủng của Chúa và sự ban cho của sự công chính của Chúa một cách dư dật. Chúng con nhờ một mình Đức Chúa Giêsu Christ để chúng con có thể cai trị trong sự sống như là lời của Đức Chúa Trời. Xin giúp đỡ để con cái của Chúa trong hội thánh của Chúa tại VBC dân chúng con, cũng như tại hội thánh của Chúa khắp mọi nơi ở trên trái đất này, trên đất nước Hoa Kỳ của chúng con, con cái của Chúa ai nấy đều nắm cái chìa khóa này, ai nấy đều hiểu rõ cái lẽ thật này, nắm vững cái chìa khóa này, nó là một cái chìa khóa quý giá, rất là quan trọng để có thể mở ra một cái khung trời mới cho chính cuộc đời của mình, cho gia đình của mình, cho phố phường của mình, cho xóm láng giềng của mình, cho thành phố của mình và cho đất nước của mình. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài, người sự sức giàu của Ngài trong tất cả anh chị em của chúng con, những người trung tín Chúa, những người chiến sĩ cầu nguyện trong buổi tối hôm nay, ai nấy đều được ơn của Chúa, đều được phước của Chúa, đều được sự sống mới của Chúa, để rồi có thể chúng con sẽ đem cái lễ thật này đến cho nhiều người lân cận của chúng con, cho những bạn hữu của chúng con, những người mà không có nghe được cái lễ thật này, thì bởi cớ mỗi chúng con và anh chị em chúng con trong buổi tối hôm nay đã nghe cái lễ thật này, thì Chúa xin giúp đỡ cho ông bà anh chị em chúng con đầy ơn của Chúa có tiếp tục rao truyền và chia sẻ cái lễ thật này cho bạn hữu của mình, cho gia đình của mình, cho anh chị em của mình, để rồi ai nấy, tất cả là con cái của Chúa, ai nấy đều có thể nắm bắt những cái lễ thật này như là một cái chìa khóa để sống thành công trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình. Chúng con cảm ơn Chúa và ngợi khen Ngài. Thôi, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con biết rằng Ngài luôn nghe lời cầu xin của chúng con, Ngài luôn nghe lời kêu xin của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài cũng ở cùng đầy tớ của Chúa
Một số của chúng con đang còn phục vụ Chúa ở California. Chúa gia ơn cho tôi tớ của Ngài, thêm sức cho đời tớ của Ngài qua nhiều ngày tháng phục vụ Chúa tại nơi đó. Xin Chúa thêm sức, thêm ơn để rồi đời tớ của Chúa được bổ lại sức, để rồi ngày mai tôi tớ của Chúa sẽ trở về và tiếp tục phục vụ Chúa, công việc Chúa tại nơi đây. Nhờ ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho thầy các tôi tớ của Chúa, con cái của Chúa khắp mọi nơi trong sự phục vụ của Chúa. Chúa làm ơn, Chúa gia ơn cho đặc biệt tụi con cầu nguyện hiệp nhất trong nhà, trong danh của Chúa Giêsu Christ cầu nguyện cho gia đình của mục sư Ngô Thành Tâm. Chúa ơi, con biết rằng ông đã xong cái bộ phận trên đất. Trong nhiều năm tháng ông đã xả thân cho công việc của nhà Chúa, đã đem rất là nhiều linh hồn trở lại thờ phượng Chúa, đầu tư huấn luyện đào tạo rất là nhiều người đã trở nên tôi tớ con cái của Chúa, trở nên môn đồ của Chúa Giêsu. Ông đã đi theo tiếng gọi của Ngài. Ông đã bỏ tất cả những sự đằng sau để bước tới đằng trước. Và đẹp lòng Chúa, Chúa đã đem đôi tớ của Chúa về nước của Ngài để được an nghỉ. Nhưng còn gia đình của ông, vợ con của ông, Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho cô anh cũng như các cháu giờ này. Trong danh quyền năng của Giêsu Christ, Chúa là cha, Chúa là chồng, Chúa là bạn thân của anh cũng như các cháu. Chúa bồng bế ở gia đình trong tay yêu dấu của Chúa như lời Chúa hứa rằng Chúa đã sinh trên con ra, Chúa tạo dựng trên chúng con, Chúa sẽ có trách nhiệm để nuôi dưỡng chăm sóc. Chúa sẽ bồng bế chúng con từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến khi đầu râu tóc bạc, Chúa vẫn còn bồng bế. Chúa ơi, trong những lúc này là anh và các cháu rất là cần sự bồng bế của Chúa, cho nên Chúa khiến Chúa bồng bế và là khiến cho chị em của chúng con cũng như các cháu cũng như gia đình của một sư tâm đều cảm nhận được cái sự bồng bế của Chúa ở trong cái giai đoạn này trong gia đình của họ. Chúng nhìn thấy sự ấm cúng ở trong gia đình của họ và thêm lên cái niềm tin, cũng như thêm lên sự phấn khích, thêm lên sức sống mới từ nơi ơn của Chúa ban cho, thêm lên những cái kỳ vọng, những cái hy vọng cho tương lai tốt lành cho gia đình của mình, cho con cái của mình. Nếu con tin rằng Chúa sẽ ban phước cho gia đình của một sư tâm theo như lời hứa của Ngài, và Chúa chọn cái dòng dõi thánh này để trở nên những con người giống sĩ ở trong nhà của Đức Chúa Trời để phục vụ Chúa trong ơn và quyền năng của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp nhất với anh em chúng con tại nơi đây cũng như khắp mọi nơi ở trình dân gia đình của một sự tâm ở trong tay đại năng của Chúa. Cho con yêu mến Ngài, chúng con yêu mến Ngài. Chúa, chúng con khát khao rằng những điều như chúng con, từng anh em chúng con trong buổi tối hôm nay ở tại nơi đây cũng như tất cả anh em chúng con ở khắp mọi nơi dâng lên Chúa lời cầu nguyện, thì tất cả những lời cầu xin này con tin rằng Chúa đẹp lòng và Chúa sẽ chấp nhận. Vì Chúa có lời hứa cho chúng con rằng nếu chúng con theo ý muốn của Ngài mà cầu xin bất kỳ điều gì thì Ngài nghe chúng con. Và Chúa cũng nói với chúng con rằng khi chúng con biết rằng những gì chúng con cầu xin và con biết chắc Chúa đã nghe thì chúng con đã nhận được. Cho nên chúng con cảm ơn Chúa trước để nhận lãnh tất cả những gì chúng con trình dâng trong buổi tối hôm nay, và để chúng con có thể trở nên những con người như mà Chúa muốn, để chúng con có thể cai trị trong sự sống, cai trị trong chính lòng của mình, cai trị trong gia đình của mình, cũng như sẽ cai trị trong sự sống nhờ uy quyền, năng quyền mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con có thể trở nên những con người mà hữu ích ở trên đất nước này, trên quốc gia của chúng con, trên dân tộc của chúng con. Tạ ơn Chúa, chúng con trong danh của Chúa Giêsu Christ. Xin mời anh chị em chúng ta có thể lên đây, chúng ta hiệp nhất với nhau để cầu nguyện cho chân quyền. Chúa hứa với chúng ta rằng hai người thuận nhau dưới đất này cầu xin bất cứ điều gì Chúa cũng cho chúng ta. Cho nên tối hôm nay hội thánh của Chúa hiệp một để chúng ta cầu nguyện cho chân quyền. Brothers and sisters, come to the front so that we can pray together for our government. Mục sư Đạt. Pastor Michael. Chúng ta cùng hiệp ý với Mục sư Đạt. Trong linh ta cả hiểu chúng ta, trong thánh linh chúng ta hiểu hết. All right. Chúng ta cùng nguyện chung nhau. Let's pray together for our government, for our country. Lord, we come before you, God, this evening, God, as we lift up this great nation to you. Lord, most of us, God, are refugees or immigrants, God, here
in this wonderful country, Lord, in which we have been given refuge and opportunities that have abound, God, and we have a part to contribute, Lord, to our great country. And Lord, there is so much discourse, God, in the public arena, God, on both sides of the aisle and even in between. Lord, things that are said, and there's so much, Lord, that just needs your peace, God, and men and women of peace, Lord, to step in, Lord, to mediate, Lord, to lead in this, God. So we pray, God, Lord, that you would first, God, bless our president, God, Lord. We continue to pray for our president, God, Lord, that he would, Lord, that you would surround him with voices, Lord, that would speak, God, peace over him, God. Lord, that you would surround him, Lord, with people who would give him wisdom, that would give him every aspect, God, Lord, of the decision that he has to make. Lord, that you would bring to him, God, people with compassion and mercy as well. As, Lord, people, Lord, who are very calculated, Lord, we ask, Lord, that you would bring, God, just a different facet, God. People who would be able to stand on their own, God, to declare the information that they have sent, but also with conviction. We pray, God, for spiritual leaders, God, Lord, as well, who would stand in more influential places, God, Lord. We also pray, God, for protection and health over their family. We pray for the different leaders, God, Lord, in our country, God, Lord. And, Lord, when this election coming up, God, Lord, we pray, Lord, that, Lord, you will elevate, God, Lord, to the right stage and arena, God. People, God, that you would have to lead this nation, God. And we know, Lord, that you have used in the past, God, Lord, men and women, God, regardless if they're believers or not, Lord, but you are still able to use them, God. Of course, our preference is always for believers, God, Lord, but we recognize, God, in this global, in this country in which, Lord, we have diversity, God. But we pray, God, most importantly, God, Lord, that you would be made known. Lord, that in all that take place, God, Lord, that your church moves forward, God. Lord, we know, Lord, that even with government, God, government is, Lord, in your eyes, God, Lord, and a part, God, of what you do, God, Lord, to bring your gospel forward. So, Lord, let us be kingdom people. Lord, teach us to be kingdom people, God, even as, Lord, we take part, God, in government, even as we take part, God, in the elections, God, Lord, that we would have kingdom in mind, God. We would be able, Lord, to reach out to those in need, God, Lord, for those, Lord, who have the least, Lord, to those who are given opportunities, God, for those, Lord, who have their rights, God, Lord, they want to protect it, but others, God, who would just wish for rights, God. Lord, we pray, God, Lord, that you would help us, Lord, with compassion, God, and mercy, extended beyond, Lord, what is beyond reach, God, Lord, that you would also, God, help us, Lord. Lord, though, Lord, there are right things, God, but also there are merciful things, God. So, Lord, we pray for both. And, Lord, we pray that, Lord, as believers, God, that we would be able to stand in the gap, Lord, for those moments, God, Lord, where people, God, who need compassion, God, or mercy, God, is extended there, Lord, but also, God, to be those, God, Lord, who live by laws as well, God. We thank you, God. So, Lord, we ask, Lord, that you would help us, God. Here at VBC, Lord, we pray, God, as we take our part, God, Lord, and as we bless our government, we bless our leaders, God, Lord. Lord, that they would be able, Lord, to see your goodness. Lord, that they would be able, Lord, to interact with believers, spirit-filled believers, Lord, who would, God, lead them, God, into your ways, God, Lord. Our government, our leaders, our officials, God, our elected leaders, God, Lord. Lord, that they would, God, interact, Lord, with a church, God, Lord, that is compassionate. Interact with a church, God, Lord, that, Lord, believes in you, God, Lord, and is filled, God, with your power and compassion. We thank you. And lastly, Lord, we pray, God, Lord, that if there are believers and Christians, God, who, Lord, have been called into government, God, we pray, God, Lord, for a greater expanse, Lord. And nowadays, God, Lord, we pray, God, for a voice, God, Lord, that could trump, God, even the social media realm, Lord, in which, Lord, we know, God, Lord, that there's so much influence on there, Lord, but we pray, God, Lord, for a favor and a power, Lord, to rein in, God, the voices, God, of media, God, in every aspect, whether it's, God, on the internet, Lord, through the airwaves, God, through the different sound waves, God, or through just the signals, God, going through our cable or phone lines, God. So, Lord, we thank you, God. We ask, Lord, that you watch over us. We thank you for our church. We thank you, Lord, that you give us the opportunity to pray. We are blessed, God, Lord. We ask, Lord, that you would, Lord, hear our prayers, God, and be exalted in these things. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you guys. Yes. All right. Xin mời quý vị, can you wait a little bit? We have a special birthday cake for Bác Thành. Bác Thành, where are you? Is it tomorrow? Ngày mai là sinh nhật của Bác Thành.
So on behalf of the church and just many of us here at Bắc Thành, we are very appreciative of you, and so we would like to sing you a very, very special song. But someone has bắc giọng because I always bắc too high.